Bố mẹ ly hôn, mỗi người nuôi một đứa. Ngày gặp lại, hai anh em mừng rỡ xúm xích khiến mẹ đau thấu tim gan. Đằng sau cuộc chia tay của những con búp bê là sự chia cắt đôi nơi của hai anh em mỗi người mỗi ngã. Đứa thì theo cha, đứa được về bên mẹ. Chỉ đến khi có được những ngày không quá bận rộn với công việc, người mẹ sẽ lại đưa em gái đến đón anh đi học về. Tuy không phải ngày nào cũng thế. Chỉ cần vừa thoáng thấy bóng dáng em gái từ phía xa xa, người anh đã vội vàng chạy đến. Cả hai anh em ôm chặt lấy nhau trong tiếng cười và niềm sung sướng, bởi đã rất lâu rồi, hai người mới được gặp lại nhau. Cái ôm nhấc bổng em gái lên cao rồi xoay vòng nhẹ nhàng tình cảm của người anh trai đã khiến nhiều người xem qua không khỏi nghẹn ngào. Cùng với ánh mắt ngập tràn niềm hạnh phúc của cả người anh lẫn người em, ánh mắt vô tình đã làm cho trái tim người mẹ dâng tràn lên một nỗi niềm xót xa khó tả. Chỉ vì cuộc sống hôn nhân chẳng mấy thuận hòa của hai người lớn, để lại cho những đứa trẻ phải chịu cảnh chia ly. Từ bao giờ anh em thủ túc từng sống chung với nhau dưới một mái nhà, giờ đây muốn gặp được nhau lại khó khăn đến thế. Một số chia sẻ được cộng đồng mạng để lại sau khi nhìn thấy khoảnh khắc hân hoan ngắn ngủi mà hai đứa trẻ dành cho nhau. Cậu anh trai chắc thương em gái lắm, nhìn cách bế em nhẹ nhàng trong vòng tay mà sao thấy thương quá chừng. Khi vợ chồng cơm không lành, canh không ngọt, mỗi người một nơi, thì người đau đớn và tổn thương nhất sẽ là những đứa trẻ. Đây là tấm gương cho anh chị nào đang có ý định ly hôn. Nếu thương con thì đừng làm vậy. Ai trong hoàn cảnh ấy rồi sẽ hiểu được trẻ em đang nghĩ gì, chứ đủ đầy bố mẹ sẽ không hiểu được đâu.